nhiều chị em gặp phải tình trạng bị ném chê, đặc biệt là giai đoạn tuổi trung niên. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ném. Chính vì vậy, chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh về tình trạng ném chê để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Nguyên nhân gây ném chê và ném chê thường gặp ở độ tuổi nào nhất? Ném chê là tình trạng chê tăng sắc tố melanin ở trên da, thường bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm, sử dụng thuốc tránh thai hoặc là do di truyền vân vân. Thông thường phụ nữ ở độ tuổi từ 25 tuổi trở lên thì rất là dễ gặp phải tình trạng bị ném da, vì đây là thời điểm mà phụ nữ thường sinh con nên là có sự rối loạn về nội tiết tố, làm da tăng hắc sắc tố gây ném và bắt đầu có hiện tượng ném nhẹ. Nếu không có biện pháp ngăn ngừa ném sớm cũng như là không điều trị ném khoa học đúng cách thì ném sẽ ngày càng trở nên nặng hơn. Điều trị ném có khó không? Điều trị ném rất là khó. Việc điều trị ném hiện nay, điều trị ném hay là rối loạn sắc tố nói chung là một thách thức của ngành da liễu, bởi không có một cái nguyên nhân cụ thể nào gây nên ném da mà đa phần là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, do ánh nắng mặt trời, do di truyền, do nội tiết tố, do chăm sóc da không đúng cách, do ảnh hưởng của thuốc tây, do lối sống thiếu khoa học lành mạnh vân vân. Điều trị ném bao lâu thì khỏi? Không có thời gian cụ thể trong việc điều trị ném. Nguyên nhân là thời gian điều trị ném không cố định và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là mức độ ném, phương pháp điều trị, cơ địa của từng người và sự kiên trì trong chăm sóc da sau khi điều trị ném. Đồng thời tùy vào tình trạng ném của bạn là nông hay sâu mà thời gian điều trị có thể khác nhau. Trong một số trường hợp, ném da cải thiện sau vài tuần hoặc là kéo dài vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải tuân thủ đúng quy trình chăm sóc da đúng cách sau điều trị để đảm bảo hiệu quả được lâu dài hơn. Điều trị ném có hết hoàn toàn được không? Điều trị ném có thể hết hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng ném khác nhau cũng như là phương pháp điều trị mà ném có thể khỏi hẳn hoàn toàn hoặc là chỉ mờ một phần, do khả năng chữa trị của ném da phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân gây ra. Ném có thể giảm bớt sau khi sinh nở hoặc là dừng sử dụng các biện pháp tránh thai, các loại kem, thuốc bôi hoặc là các phương pháp điều trị tiên tiến như là điện di laser, phiêu da. Sẽ giúp mờ vết ném trên da. Ném da sau điều trị có tái phát không? Ném da sau điều trị rất là dễ bị tái phát. Điều trị ném chỉ mang tính chất loại bỏ melanin dư thừa ở trên da chứ không hoàn toàn được ức chế được quá trình sản xuất melanin mới. Vậy nên ném cực kỳ dễ tái phát và thường cần phải duy trì chế độ chăm sóc kỹ sau khi điều trị. Ngoài ra cần tránh nắng kỹ cho da, nếu da không được bảo vệ khỏi tác động của ánh nắng mặt trời thì ném sẽ xuất hiện trở lại, thậm chí là còn nặng hơn trước nữa. Vì vậy sau khi điều trị ném cần phải bảo vệ da cẩn thận, thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài và sử dụng kết hợp thêm các biện pháp che chắn khác để bảo vệ da được tối ưu hơn. Bắn laser có phải là phương pháp tốt nhất trong điều trị ném? Bắn laser chưa phải là phương pháp tốt nhất trong điều trị ném. Có rất nhiều phương pháp điều trị ném da, điều trị bằng phương pháp bôi thoa và kết hợp với đường uống luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc điều trị ném. Khi da không đáp ứng như mong muốn thì chúng ta mới cân nhắc sử dụng các phương pháp khác để can thiệp như là laser chẳng hạn. Tại sao cũng là ném mà có người nhanh khỏi, có người lâu khỏi? Vì có nhiều loại ném khác nhau, ném thượng bì đáp ứng với điều kiện trị ném rất là tốt, ném hỗn hợp chỉ đáp ứng một phần và ném chân sâu thì đáp ứng kém hơn, nên tùy loại ném mà đáp ứng ở các mức độ khác nhau. Chính vì vậy có người nhanh khỏi ném hơn và có người thì lại điều trị lâu khỏi hơn là như vậy. Như vậy mình đã chia sẻ với chị và các bạn những cái thắc mắc xoay quanh về việc điều trị ném. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, anh chị và các bạn có thể xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.